Rạng sáng ngày 11 tháng 5, 2020, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực tổ 1, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Nhật, sinh năm 1934, cư trú ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhận tin báo cháy, lực lượng công an và quân sự địa phương lập tức tổ chức lực lượng tiến hành dập lửa tại chỗ. Đồng thời báo về đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Nhật đã tử vong trong căn nhà xảy ra cháy nên tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp đội kỹ thuật hình sự công an huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Được biết bà Nguyễn Thị Nhật là người già neo đơn thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày đi nhặt ve chai giấy về bán kiếm sống. Những tin báo ngày 11 tháng 5 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn đã đến thăm, chia sẻ mất mát hỗ trợ gia đình bà Nhật 3 triệu đồng. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An đã chỉ đạo các ngành đoàn thể đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng để lo hậu sự cho bà Nhật.